xin ba cái gì đây? Xin ba. Đồ gì? Đồ chơi. Đồ chơi. Rồi nó lại đây à, học xe con nào? Chị Huyền cho em học xe đây nào. Bây giờ chị Huyền cho em nghe em nói này. Giờ bên chỉ nhá. Nào, xe gì đây? Xe gì đây? Ben trả lời chứ. Xe gì? Máy gì? Máy múc. Đúng. Xe gì tiếp theo? Xe khác. Máy nâng. Máy nâng. Xe gì đây? Xe lu. Đúng. Rồi xe gì đây? Xe máy gạt. À máy gạt, đúng rồi. Xe gì đây? Xe tô ben. À xe tô ben. Rồi bây giờ thì Huyền bóc ra cho em để ra chơi cho em chơi nhá. Dạ em chơi nào. Bên này biết rút rồi. Biết rút giỏi lắm đó. Wow, để lên đây, để lên đây. Để lên đây. Rồi. Em lấy cho ba xem máy xúc nào. Máy xúc đâu Ben? Khâu gãy. Wow, một cái máy xúc ba xem nào. Wow. Rất đẹp, bằng sắt nhá. Xe mini mà nó có thể như gì các bạn ơi. À, xe này xe nâng đấy, à, xe Ben đấy. Rồi Ben lấy cho ba xem lu xem nào. Để cho em lấy. Xe lu đâu? Để cho Ben. Xe lu đâu? Xe lu đâu Ben? Đây. Rồi bây giờ ta sẽ chơi mua hiện tại chơi bút cát nha. Vâng. Sao? Nó có thể nâng lên được xuống. Máy nâng hàng. Đây là cái xe lu. Xe lu nó có thể quay hai đầu luôn. Xe lu của Ben kìa. Lu. Xe gạt của Ben này. Lu. Ôi, đây nâng lên nâng xuống. Rồi đây là cát. Rồi, đây. Để máy xúc ra đây. Điền đồ cát ra cho em chơi nào, xúc cát nào. Vâng. Đây là cát động lực con nhé, cát này nó không bẩn tay. Đổ ra. Wow, một đống cát to. Từ từ thôi có bay ra ngoài, đúng rồi. Wow. Bây giờ Ben dùng xe xúc cát đi. Đúng rồi, giỏi quá. Rồi đổ vào xe Ben đúng nào. Xe Ben. Đúng rồi, giỏi. Ben này biết chơi đồ chơi rồi đó. Để con đi xe lu. Ra ngoài là. Rồi. Dẫn xác xe đi đổ trong đây thôi, đổ trong đây. Wow, trời giỏi. Chị Hiền đi lu đường đi. Hiền lu đường nào. Hiền lu đường chưa? Ôi, cái này thích lắm nhờ, nó không dính tay nè. Nó không dính tay nhưng mà nó vẫn dính một chút. Máy múc của Ben ở đâu? Xe gạt ở đâu? Xe gạt. Xe máy gạt đâu? Xe gạt ở trong hãng Ben. Đây. Máy gạt nào. Wow, máy gạt dồn đóng lên. Ôi trời ơi, xe lu. Đúng rồi, Ben lu đi. Cho Ben lu đường đấy. Chị Hiền gạt đấu cao lên. Máy gạt này dùng để gạt cao này. À hỏi Ben màu đi. Màu gì đấy Ben ơi? Màu gì đấy Ben? Màu cát. Màu cát? Màu xanh gì? Xanh lá cây. Xanh lá cây tiếng Anh là gì nhỉ? Green. Cái xe này màu gì nhỉ? Màu vàng. Màu vàng. Yellow. Yellow đúng rồi. Cái bánh xe màu gì nhờ? Màu đen. Bánh xe này màu gì nhờ? Màu đen. Đúng rồi, màu đen. Lại. Ủa, xe máy múc của Ben, ba xem nào, có người ngồi trong đây sao á? Ủa, có cabin đẹp thật á. Wow, con này chỉ có mình cái ghế thôi. Rồi, chị Hiền xúc ra xúc lên đi, Ben thì chứ máy múc thôi. Ben thích nhất là máy chơi máy múc và máy trộn bê tông. Rồi, máy gạt này nó chỉ đến nâng hàng này, chứ nó không gạt này đâu. Nâng hàng là phải nâng thùng chứ ba. Ừ, nó nâng cái thùng hàng của to đó. À. Ben có xe Ben rồi, trèo lên dốc cao đi. Con khủng long. Wow, con khủng long đã tới rồi kìa. Đè. Tương. Cho khủng long săn lầy rồi. Khủng long đi săn lầy rồi, bây giờ múc cát cho khủng long đi. Múc cát khỏi chân khủng long đi. Em múc cát đi. Cái múc đi. Ben tập múc, cái múc của Ben hay nha. Trời ơi, lại đổ nữa. Dạ. Ủa, sao đây có chim ở đây? Con chim. Một con chim nào, con chim, ba con chim tiếp theo nè. Ben ơi, nghe con chim hót nào. Nó hót ở đâu
Wow. Chim đẹp quá, để một tay đi con. Chim bạn mới hót. Ôi trời ơi, chim hót này, màu chim màu gì? Đâu bạn bạn chỉ nào, đầu chim đâu? Đầu con chim đâu? Đầu con chim đây. Mõm con chim đâu? Ủa đâu có bẻ đuôi nó đứt kìa. Nó gãy đuôi nó chết đấy. Rồi để chim ra cho chim đứng đi. Chim dễ thương thế sao lại đi nữa nó đấy. Đi. Đấy. Ôi chú chim mà bạn khủng long đang trò chuyện với nhau chú. Để gọi chim cho kêu đi. Làm sao? À đây đây, đồ chơi của Ben đây, xin cho Ben chơi. Đây của Ben này, đó, thoải mái Ben chơi luôn. Ôi, chị này có đồ chơi mới nữa này. Quá, chị nói đồ chơi câu cá mới nữa này. Ben chơi máy móc đi nha. Ben không cho chị chơi, chị bảo. Cho Ben đi con. Wow, Ben giỏi nha. Đây, chị này có hộp cá mới rồi. Wow, một hộp cá mới. Hai cái cần câu. Bé ơi đi câu cá với chị kìa. Cần câu bằng gỗ. Rồi ta để ra đây ta chơi câu cá đi. Chúng ta là có để... một bạn san hô nè. San hô. Ba ơi, bạn này là bạn gì con không biết. Bạn này hả? Chả biết bạn gì đây. Chữ Trung Quốc. Ba đằng sau có chữ. Chữ Trung Quốc. Không đọc được. Con đọc chưa? Rõ chỉ cái chỉ của rồi. Này là con cá này. Con này là con cá ngựa này. Con này là con cá gì con không biết. Con gọi là con cá đốm. Con này là con. Con này là tôm. Con sao biển. Tiếp theo. Ok này lại giống con này là san hô. À con này là con rùa. Con này là rất nhiều con. Ba con cá gì mà cái râu nó dài. Cá heo. Cá heo á. Cá mập. Wow, bên ủi à. Ủi là bên súc hai nhà. Đúng rồi, hãy chúng đấu lại đi. Cá bạch tuộc. Cá điền. Cá nâu. Bây giờ tí là em bạn, sang là hỏi bạn em cá. Bạn cá heo. Dạy em cá bạn nha. Bạn cá heo nữa. Đây bạn cá voi. Á, à, bạn cá mập. Cái này là cá mập này. Thịt chà. Cá con gì? Con mực. Con mực. Mực gì mà hay thế này? Con này hả? Là con gì mà? Cũng là dạng mực tuộc. Đây là con ốc sên à? Con này là con cá kiếm. Cá kiếm. Đây là bạch tuộc. Có rất nhiều loại cá bạch tuộc. Con cá, tụi con cua. Rồi, em đưa cá này sang rồi. Dạy em vào cá nha. Đây. Bãi biển đi. Ô, mọi biển rất là đẹp luôn. Đẹp lắm. Rồi, Ben ơi, đi câu cá đi. Ba câu với Ben nè, chị Hiền nè. Con bay, câu không? Ba con này. Bay đã. Đây này. Câu được này. Con này câu đi. Đây, câu này. Ben kết nhất là cái này nè. Ben kết với cái đó rồi. Nhất là trời mây múc. Ben khoái nhất. Ô, chim ngã rồi. Con chim đang hót hay quá. Để chơi cát bật hết người nha. Rồi con múc đi. Máy là máy gạt đấy. Biết máy gạt chưa? Đấy, đây là máy gạt đấy. Cần dạy Ben học cá nha. Đây câu cá gì rồi? Ô, wow. Ba chân nào. Đây chị Hiền là cá gì đây? Cá. Cá gì? Cá heo, ô. Cá voi chứ. Cá voi, cá heo, đúng rồi đó, cá heo. Chuẩn, Ben giỏi quá, một con. Ben câu tiếp đi. Câu con này nào. Ô, được cho ba nào. Được cho ba nào, cho ba lấy nào. Con gì đây? Con cua. À, con cua. Đúng rồi. Ben kêu nhờ. Ô, cho ba chim. Con câu được một con. Ô, chỉ hiện được một con. Con gì đây? Ông sao. À, ông sao. Ô, chà, Ben giỏi. Câu được con này. Rồi, chỉ hiện con gì? Con tôm. Đây là con tôm mà, để cho hỏi em một con lạ đi các em biết không nào. Wow, đưa cho bác xin nào. Con gì đây? Con này con gì? Cá ngựa. Cá ngựa. Đúng rồi. Ba con làm cái đèn. Để câu cái này đi. Lại lấy wow. Tay.
Con gì đây? Cái câu con gì đây? Câu. Con cua. Con cua. Ừ. Câu tiếp đi. Chim đang hót, em với chị Hiền đang thi nhau câu, e câu nhiều. Chim ơi, chị xin em đừng hót nè em. Được chưa, học hết các loại con cá chưa? Đúng rồi, chim vô đây, chim ăn. Chim nước cói rồi. Em câu được con gì đây? Con cáo. Con cá gì đó. Cái gì đây? Cái gì có răng sợ này? Cái gì đây? Răng. Cá mập. Cá răng. Cá răng. Trên đời thì không có cá răng mua về nè. Đây con được có con mực kìa. Con cua, coi ba con cua cho nào. Rổ cá đây luôn à. Rồi, nay khai cho em câu được một rổ cá nha. Rồi. Thôi chào các bạn đi, chơi nữa, chờ ta đi ăn cơm nào. Bye bye. Bye bye. Bye bye đi. Không. À, bé chưa muốn chào hả? Bé đang muốn chơi hả? Bé chơi đi nha.